Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có thay cây sườn rim đó các bạn. Cây sườn này là mình mua sườn cũ ha. Tại vì cái xe người ta chạy nó bị gãy đầm hai đó. Đó các bạn, đây kìa. Xe đó thấy không? Thấy xe chạy nó bị gãy đầm hai kìa, nó không gãy đầm hai ha. Nên mình cho nên giờ mình thay cái sườn sườn mới, nhưng mà sườn mới mình mua sườn cũ. Anh nè, sườn này là cái bây giờ mình thay sườn thì cái chén đàn cổ, nên mình thay chén đàn cổ mới nha. Rồi sẵn dịp mình quay cho các bạn xem luôn ha. Đó, bộ chén đàn cổ mới đó các bạn. Là nó gồm bộ chén cổ dưới, bộ chén cổ trên ha. Rồi giờ hả thay nó thì trước hết là mình đục chén cũ trong cái sườn ra ha. Thay chén đàn cổ thì phải dùng cảo nha các bạn. Đây là cái bộ cảo này nó dùng cho đủ loại xe luôn các bạn. Thành nó có mấy cái phụ khâu nè, là nó tương ứng với mấy cái chén của các loại xe. Đây là bộ chén trên thấy không, là nó có phụ khâu này, là nó khâu này nó vừa với cái lỗ luôn các bạn. Đây không nè, là ở đồng có cái cây nó mình cạo xuống ha. Đó không, nó vừa dưới lỗ luôn này không. Cái này chén dưới rồi, đúng rồi, vô cảm nhận cái cảm nhận cái cảm nhận rồi. Giờ đầu mình dặn vô hết bạn, nó có ốc nè, ốc trơn dưới. Đó, anh dặn nó rút vô thấy không, bạn thấy rút vô, nó rút vô từ nè, thấy không. Các bạn xem thấy hay thì các bạn cho mình một like nha. Và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đồng thời các bạn bấm chuông luôn để khi mình ra video mới là các bạn nhận được thông báo liền các bạn. Miễn phí hết luôn các bạn, không có tốn tiền nha. Bây giờ mình dặn nó cứng luôn cái là xong nè. Rồi, thì xong các bạn. Mình đóng chén đàn cổ như vậy là chạy xe nó đầm lắm các bạn. Nó không có sượn nha. Mình đóng bằng tay thì cũng được nhưng mà nó không có bằng ha. Các bạn thì mình giờ vô đạn rế ha. Vô đạn thì mình cho nó miếng con bò. À, đây là cây cà trắng ba ha, đây là chén đạn dưới mình đóng rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu mình vô ha. Rồi vậy là xong. Chỉ cái việc đục ốc và canh cho nó chững nhẹ là rồi các bạn. Thôi video của mình giờ cũng xong các bạn ơi. Các bạn xem nó hẹn lại cho mình một like ha. Và đăng ký kênh cũng ủng hộ mình. Đồng thời bấm chuông luôn để khi mình ra video mới các bạn được nhận được thông báo ha. Hoàn toàn miễn phí hết các bạn. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn.